Vấn đề về tài chính, phương án bán lẻ điện bình quân trong năm 2023 và truyền tải điện là ba khó khăn mà ngành điện đang gặp phải. Để giải quyết những khó khăn này của ngành điện, Bộ Công Thương và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đánh giá cao sự nỗ lực của EVN trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh EVN phải đối mặt với những thách thức khó khăn chưa từng có và hết sức dị biệt trong thời gian qua, xuất phát từ những mâu thuẫn địa chính trị trên thế giới, khủng hoảng năng lượng dẫn đến giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao. Về các kiến nghị của EVN đối với Bộ Công Thương, Bộ trưởng đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện và thị trường điện, cơ chế bán điện ngoài ra bộ trưởng bộ công thương cũng chỉ đạo evn chủ động tham gia đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại các quyết định của thủ tướng chính phủ cơ chế giá điện thị trường điện tại luật điện lực cơ chế mua bán điện trực tiếp để đảm bảo giá điện phản ánh đầy đủ yếu tố thị trường tạo môi trường bình đẳng giữa các bên trong hoạt động điện lực về phía Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cũng có ý kiến chỉ đạo EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện như Ô Môn 3, trị an mở rộng và phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét về các giải pháp đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022, trong đó có các nội dung liên quan đến đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.